kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị. Kinh doanh hoa tươi từ năm 2006 nhưng ứng dụng công nghệ số để thiết kế lãng hoa, giỏ hoa và quảng bá trên các trang mạng xã hội thì shop hoa Thanh Xuân triển khai từ năm 2009. Nếu như trước khách hàng đến trực tiếp cửa hàng để lựa chọn và đặt mẫu hoa thì nay thông qua các kênh bán hàng như Zalo, Facebook, TikTok, mọi người lựa chọn mẫu đặt hoa và nhận hoa ngay tại nhà chiếm tới 85% đơn đặt hàng. Nhờ vậy mà doanh thu cho cửa hàng từ 300 đến 400 triệu đồng mỗi tháng, gấp 2 lần so với việc kinh doanh truyền thống như trước đây. Tôi nhận thấy là tất cả chúng ta cũng đều cần phải thay đổi trong lĩnh vực kinh doanh của mình, đặc biệt là áp dụng công nghệ số vào trong các hoạt động. Thời điểm sắp tới thì shop hoa Thanh Xuân cũng có làm dự án hoa từ tâm cùng với cả Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Mỹ Hào sẽ hướng dẫn và đào tạo nghề cho các cháu có những hoàn cảnh đặc biệt là khó khăn và cũng để áp dụng gây quỹ làm những việc thiện nguyện. 5 năm qua đều đặn mỗi ngày, vợ chồng chị Tâm đều tổ chức 2 phiên livestream trực tiếp để bán sản phẩm mộc mỹ nghệ. Đồng hồ là được chế tác trên thương hiệu là gỗ hương đá chỉ bình nhóc, đồng hồ điện tử Sunny Hàn Quốc ạ, bảo hành cho anh chị em mình trong vòng 5 năm được trả mới ạ. Còn anh chị em mình có bắt nào quan tâm đến cái đồng hồ này không ạ? Chị Tâm cho biết trước đó, vợ chồng chị phải thuê tới 2 cửa hàng để kinh doanh trưng bày các sản phẩm tốn kém cả chục triệu mỗi tháng. Thì nay, cả xưởng sản xuất và cửa hàng đều được trưng bày tại nhà. Và dù ở sâu trong ngõ, nhưng vẫn thu hút đông đảo khách hàng. Hiểu được tâm lý, khách lo lắng khi mua hàng qua các trang mạng, nên gia đình chị bán sản phẩm có mẫu mã đẹp, được bảo hành và giá cả phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng từ vài trăm nghìn đồng đến cả hàng trăm triệu đồng. Hiện mỗi trang của chị có tới 20.000 lượt theo dõi, nhờ đó đã góp phần đưa doanh thu mỗi tháng của gia đình từ 700 triệu đồng trở lên. Khi mà mạng xã hội phát triển ấy, thì nhà tôi đã dùng phương pháp là bán hàng qua các trang mạng xã hội như là Facebook và TikTok. Thì cái này cũng đạt được nhiều các cái ưu điểm, ví dụ như là cái lượng hàng bán ra sẽ nhiều hơn, tiếp cận được nhiều khách hàng. Dự kiến là sẽ mở thêm các trang mạng nữa như là YouTube thì để có thể tiếp cận thêm nhiều khách hàng hơn nữa, để đạt được những cái doanh số cao hơn nữa. Xác định chuyển đổi số, tham gia thương mại điện tử sẽ mở ra nhiều cơ hội cho phụ nữ phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Mỹ Hào tổ chức 5 lớp tập huấn hướng dẫn ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh cho hội viên. Nhờ đó đến nay đã có 800 hội viên vận dụng và thu được hiệu quả kinh tế cao. Để đạt được hiệu quả cao hơn nữa trong cái việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho hội viên phụ nữ thì hội sẽ tiếp tục tăng cường các lớp tập huấn cũng như là hướng dẫn trực quan, tổ chức các cái phòng họp Zoom, các cái buổi workshop để đào tạo trực tuyến cho hội viên phụ nữ. Đây tôi cho rằng là cũng là một cái hoạt động mới của hội để chị em hội viên cũng như là các cơ sở sản xuất kinh doanh có thể tiếp cận sâu hơn và có chọn lọc trong cái việc mà ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên nền tảng công nghệ số. Những hoạt động thiết thực trong chuyển đổi số là đòn bẩy giúp phụ nữ thị xã Mỹ Hào nắm bắt thế mạnh về công nghệ, chủ động tham gia vào kinh tế số. Nhiều chị em phụ nữ đã phát huy được năng lực sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, các nền tảng số để tìm kiếm cơ hội việc làm. Những thành công đó đã góp phần phát huy vai trò của phụ nữ trong việc thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Những thành công đó đã góp phần phát huy vai trò của phụ nữ trong thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Phụ nữ nên biết tận dụng công nghệ, các kênh truyền thông, xã hội để xây dựng hình ảnh cá nhân và mở rộng cơ hội phát triển bản thân. Đó là quan điểm mà Thạc sĩ Lê Phương Hà, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Chiến lược Chuyển đổi số chia sẻ. Khi xã hội ngày càng phát triển, phụ nữ trở nên độc lập hơn và khẳng định vai trò của mình như một nhân tố chủ động trong xã hội. Chúng ta nhìn thấy sự hiện diện và tham gia tích cực của nhiều phụ nữ vô cùng xuất sắc ở những vị trí trong lĩnh vực khác nhau. Nhờ nhận thức và khả năng tiếp cận của người phụ nữ với thông tin, tri thức ngày một tốt hơn. Ngoài ra, thông qua sự hỗ trợ của mạng lưới và các nền tảng công nghệ, chúng ta có thể làm việc một cách di động, linh hoạt, chủ động, tương tác hiệu quả hơn. Đó cũng chính là một trong những nhân tố giúp người phụ nữ có thêm nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống cũng như công việc. Không thể phủ nhận, công nghệ đã đem lại cho phụ nữ nhiều cơ hội hơn trong việc phát triển nghề nghiệp, học tập và kết nối xã hội.
Ngày nay, nhiều phụ nữ có thể cùng một lúc làm nhiều việc, thậm chí các công việc còn trải dài, nhiều lĩnh vực khác nhau tùy thuộc vào năng lực vận dụng, lợi thế về mặt công nghệ, cũng như khả năng sắp xếp thời gian của người đó. Thông qua các phương tiện truyền thông cũng như mạng xã hội, hình ảnh và vị thế của người phụ nữ được củng cố tốt hơn trong xã hội. Đó là điều khác biệt với xã hội trước kia, khi người phụ nữ thường đóng vai trò là hậu phương, là những người thầm lặng sau bóng lưng người đàn ông. Tuy nhiên, vấn đề nào cũng cần có hai mặt của đồng xu. Xã hội phát triển nhờ vào sự thay đổi mỗi ngày của công nghệ, do nó đã vượt qua được các rào cản về không gian và thời gian. Cũng chính vì như vậy, nó cũng mang đến những nguy cơ bị xâm phạm quyền riêng tư nói chung với tất cả mọi người. Với phụ nữ, những người mẹ, họ còn gặp phải những thách thức trong việc nuôi dạy con cái, mà có rất nhiều vấn đề hiếm hoặc ít gặp trong xã hội trước đây, nên nhiều lúc họ rất lúng túng khi phải đối mặt. Do vậy, phụ nữ ngày nay cần bản lĩnh nhiều hơn, luôn phải trên tư thế chủ động, phải có sự phòng ngừa trước những tác động tiêu cực của xã hội, đồng thời vẫn phải thúc đẩy việc hội nhập thông qua các kết nối và mạng xã hội. Ngày nay, việc biết tận dụng các kênh truyền thông xã hội để xây dựng hình ảnh cá nhân của người phụ nữ là vô cùng quan trọng. Đó là một phương tiện tốt để người phụ nữ có cơ hội học tập, chia sẻ và kết nối bạn bè, cũng như hình thành nền hồ sơ cá nhân của họ trong phát triển sự nghiệp, từ đó mở rộng cơ hội trong các hoạt động kinh tế xã hội. Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 là dịp để tri ân công lao to lớn cũng như tôn vinh phụ nữ trên khắp đất nước bởi những đóng góp không chỉ cho gia đình mà còn cho xã hội. Rất nhiều hoạt động đã được diễn ra như văn nghệ, ca múa, nhạc, lễ tri ân, đặc biệt không thể thiếu những món quà tặng 20 tháng 10 độc đáo và ý nghĩa. Mẹ là người phụ nữ vô cùng quan trọng đối với chúng ta, do đó món quà tặng 20 tháng 10 cho mẹ cần phải tinh tế, phù hợp sở thích của người lớn, hoặc là những sản phẩm bảo vệ sức khỏe uy tín. Chúng tôi chia sẻ một số gợi ý dành cho bạn như một bó hoa thật tươi thắm và đẹp đẽ mà mẹ thích sẽ là món quà tuy đơn giản nhưng tràn đầy ý nghĩa để dành tặng cho người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn. Hay bạn có thể lựa chọn một bộ quần áo thật là đẹp để dành tặng cho mẹ của mình. Lưu ý rằng bộ quần áo đó cần phù hợp với lứa tuổi, không quá cầu kỳ và phải hợp với sở thích của mẹ. Nếu như mẹ của bạn có sức khỏe không được tốt, những món quà tặng 20 tháng 10 cho mẹ gồm thuốc bổ hoặc thực phẩm chức năng hữu ích sẽ là món quà lý tưởng giúp chăm sóc sức khỏe cho mẹ hàng ngày. Và nếu mẹ của bạn là người phụ nữ thích vào bếp và nấu nướng những bữa ăn cho cả nhà, thế thì những dụng cụ hoặc thiết bị nhà bếp tiên tiến sẽ là món quà tặng 20 tháng 10 không thể phù hợp hơn. Càng có tuổi, sức khỏe xương khớp của mẹ càng suy yếu rõ rệt, do đó mà bạn cần có sự quan tâm và chăm sóc cho mẹ đúng cách. Một chiếc ghế massage hoặc một cái máy xoa bóp sẽ là món quà giúp cải thiện sức khỏe cho mẹ tốt nhất. Hoặc có thể dành tặng mẹ một chuyến du lịch hay chỉ đơn giản là một bữa tối ấm cúng bên cạnh mẹ và những người thân yêu cũng là một món quà tặng 20 tháng 10 hoàn hảo và phù hợp. Vợ hoặc bạn gái đều là những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời của mỗi người đàn ông. Chính vì vậy, những món quà tặng 20 tháng 10 cho vợ, cho bạn gái đều hết sức đa dạng và dễ dàng lựa chọn để phù hợp với thị hiếu và sở thích của người đó. Không có một quy chuẩn chung nào về cách chọn quà tặng 20 tháng 10. Trái ngược với quan điểm những năm trước đây, dịp lễ phải có hoa, có thiệp thì ngày nay, người tặng hoàn toàn có thể lựa chọn những món quà phù hợp theo nhu cầu sở thích. Quà tặng ngày 20 tháng 10 không nhất thiết phải là đồ cao cấp hay đắt đỏ. Tùy theo ý muốn của người tặng, cũng có thể là những món đồ handmade, quan trọng là tình cảm mà bạn gửi gắm. Ý nghĩa quà 20 tháng 10 không chỉ là sự gắn kết yêu thương, mỗi món quà lại mang ý nghĩa, mục đích khác nhau, nhưng tự chung đều là những điều tốt đẹp mà cả người trao và người nhận đều hướng tới. Ví dụ như một bó hoa thật đẹp đi kèm với những chiếc bánh kem, hoặc quà tặng làm mỹ phẩm, nước hoa, hoặc những món quà không kém. Trong dịp lễ đặc biệt này chính là những bộ quần áo thời trang, giày dép hoặc túi sách. Để lựa chọn được món quà sao cho phù hợp, yêu cầu bạn phải hiểu rõ sở thích và tính cách của các chị em.